Xin chào các bạn đã trở lại với kênh review xe đạp của Tâm Đức. Đây, các bạn thấy gì không? Này làm thêm mấy cái này cho nó bừng sáng lên. Nhìn vô là thấy nó có gì đó nó khác hẳn liền, sáng sủa liền. Dài cái tem ghi, vài bữa nữa ghi dán cái bằng khen đồ của Giant với lại này kia lên các bạn. Bây giờ lấy về nhưng mà chưa có treo kịp. Rồi, hôm nay thì về rất là nhiều hàng ở đây. Đó. Nhưng mà mình thấy hai con xe địa hình này, mình tìm hiểu thì mình thấy là hai con xe này nó rất phù hợp với lại kiểu như là địa hình đường phố và tiện dụng. Tại sao mình nói là địa hình đường phố và tiện dụng? Tức là hai cái con xe này nè, khi mà hãng nhập về các bạn, nó đã có đầy đủ luôn là trống nè. Ví dụ như cậu học sinh nào đó đi học đó, có cái trống gạt xuống để đi đó. Con này cũng y chang vậy luôn, nó cũng có trống luôn các bạn. Như này gạt này đi, thì mình gọi cái con này là con địa hình đường phố và tiện dụng, là nguyên nhân là do là nó có trống nè, sẵn nè ha. Cái con này là nó có sừng trâu nè, đó là mình chỉ đi đường phố thôi. Còn nếu như mà ai mà lấy con này mà đi địa hình á thì xin lưu ý cho mình, gỡ cái này ra, gỡ sừng trâu này ra, gỡ trống ra để đi địa hình. Tại sao đi địa hình đó, mình chạy vô mà nó vô rừng hay là vô cái gì đó nó dướng mấy cái dây leo á, đó là cái này nó móc được nè, móc vô cái dây leo à, là nó rất nguy hiểm. Trống cũng vậy, nó từng nó va đập đó, nó đập xuống đường hay là cái gì đó thì nó mất thăng bằng với mình. Rồi thì mình muốn giới thiệu các bạn hai cái con xe này nó được trang bị những cái gì. Đây là cái mẫu UCC xuất xứ Đài Loan. Hai cái con này thì nó cùng cái kiểu giống như là cùng nơi, kiểu nó tựa nhau. Mình lấy ra mình cho các bạn coi. Còn về giá cả thì các bạn liên hệ với bộ phận kinh doanh của Tâm Đức nha. Đây, con UCC thì mình tìm hiểu cái con xe này, nó sử dụng cái khung á, là khung nhôm 6061. 6061 là một trong những cái loại khung nhôm mà cứng và nhẹ, một trong những loại vật liệu mà sử dụng trên xe đạp phổ biến hiện nay, là trên con UCC này. Và phanh của nó nha, phanh của nó là sử dụng của Tektro và là phanh dầu. Đây, phanh dầu trước và sau. Rồi bộ truyền động của nó là Shimano Tourney TX. Chúng ta có 8 cái clip sau các bạn, và 3 cái dĩa trước. Và giò dĩa của nó là của Shimano đây luôn. Wow, còn gì nữa không ơi? Xịn. Rồi về cái bánh xe, hai con này mình thấy nó cũng tương đương nhau. Vòng bánh của nó là 27.5 x 1.95 inch. Bên này là 27.5 x cho 2.1. Thì 2.1 nó bự hơn chút. Các bạn nhìn nè, thấy nó không khác biệt mấy. Còn gì bạn? Một cái con xe để địa hình, con này là mình thấy là đi học cũng được, mà chiều thứ bảy mình chạy đi công viên, mình leo dốc nhẹ nhẹ, ok. Con này cũng y chang luôn. Đặc biệt là cái con này nó được cái trang bị là hầu hết các xe địa hình cao cấp nó có, đó là cái khóa. Đây là những xe địa hình cao cấp mới có nha các bạn. Đây, cái khóa trên tay này luôn. Đó, phuộc này là, đây cái lốc đây các bạn, phuộc này là phuộc dầu. Đó, nhìn chưa? Thôi, UCC. Qua con bên này có thể cái giá nó sẽ thấp hơn, nó cũng là phuộc dầu nhưng mà khóa của nó là khóa dưới. Đây, chúng ta phải gạt qua bên này, khóa xuống, đó thì nó mới khóa được. Và phanh của nó thì nó cũng là phanh Tektro. Và đề của nó này, nó sử dụng cái bộ đề A7 w o o. Nói chung là cái bộ đề này thì nó không phổ biến theo cái người dùng mà chúng ta đã biết. Đó, thì cái bộ đề này nó hơi khác tí xíu. Và cái con này nó có 10 cái clip sau các bạn. Rồi dễ là ProWheel. Cái con này khung của nó cũng là khung nhôm. Này, coi nè. Khung nhôm nha. Con bên này cũng khung nhôm. Đây, các bạn nhìn thấy mình tìm ra được cái khác biệt. Khung nhôm con bên này thì nó kêu khác. Con này 6061 thì nó kêu khác. Thấy chưa? Thì 6061 thì là khung nhôm nó cao cấp hơn. Rồi. Về cái khung, hai con này kích cỡ và kích thước nó y chang nhau các bạn, mình thấy nó na ná nhau luôn á. Chỉ có thấy là sử dụng bộ phụ tùng truyền động thì nó khác. Và cái nhôm mình đã nói là cái nhôm của con này nè thì nó không cao cấp bằng cái con UCC. Đó, nhôm con này không cao cấp bằng. Cái con này là mình đánh giá là nó thích hợp với đối tượng các bạn học sinh các bạn học sinh đi học á thì mình có thể đi cái con này, mình tiện đó có trống để vậy vô đi học thôi. Rồi đi tập thể dục nhẹ nhàng, tức là mình chỉ đi trong phố đi này kia thôi thì con này khá ok, tức là đi đạp xe đạp ở công viên, đạp xe đạp địa hình bình thường thì ok. Rồi hai con mới về ở showroom của Tâm Đức. Nếu các bạn muốn tìm hiểu hai con này thì có thể liên hệ ngay qua phần kinh doanh của Tâm Đức để được tư vấn giá và hình ảnh nha. Còn bây giờ thì hàng hóa rất là nhiều, về rất là nhiều, Galaxy Twitter rất là nhiều nữa, cho nên là các bạn hãy trông chờ và liên hệ với bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để được tư vấn những cái dòng xe này phục vụ tất cả các bạn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp các bạn trong các video lần sau. Bye bye.